Mưa lớn gây gián đoạn giao thông tại Trung Quốc, trong khi nắng nóng bao trùm nhiều khu vực tại Hy Lạp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây. Ngày 17 tháng 7, nhà chức trách Trung Quốc cho biết mưa lớn đã gây sạt lở đất và bùn, làm gián đoạn giao thông tại thành phố Bảo Kê thuộc tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc nước này. Cụ thể, giao thông đã bị gián đoạn trên hai tuyến quốc lộ và một đường cao tốc ở Bảo Kê. Hiện chưa có báo cáo nào liên quan đến thương vong. Theo trạm quan trắc thời tiết của tỉnh Thiểm Tây, lượng mưa trung bình ở Bảo Kê từ 6 giờ ngày 16 tháng 7 đến 6 giờ ngày 17 tháng 7 là 67,4 mm, trong đó mức cao nhất là 209 mm. Trước tình hình trên, sáng 17 tháng 7, chính quyền tỉnh Thiểm Tây đã kích hoạt phản ứng lũ lụt khẩn cấp mức 4, trong khi thành phố Bảo Kê ban hành cảnh báo lũ quét vào tối 16 tháng 7.